Mến chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về xây dựng đoạn văn phần 3. Các yếu tố trong đoạn văn. Muốn xây dựng đoạn văn cần phải xác lập 3 yếu tố sau đây. Thứ nhất, luận điểm thứ hai luận cứ và thứ ba luận chứng luận điểm là ý kiến thể hiện quan điểm tư tưởng trong đoạn văn luận cứ là căn cứ để xây dựng luận điểm và luận chứng là chứng cứ luận chứng minh họa cho luận cứ luận điểm chúng ta có thí dụ sau đây luận điểm là ý chính Kiều là một cô gái đa cảm. Vậy căn cứ vào đâu mà ta nói Kiều đa cảm? Đó là nhờ luận cứ sau đây. Trong nhiều trong chiều thanh minh, Kiều khóc dễ dàng trước mộ Đạm Tiên. Vâng, người đa cảm thì dễ khóc, dễ cười. Vậy lấy gì để chứng minh cho luận cứ ấy? Đó là nhờ câu thơ dẫn chứng sau đây. Vân rằng chị cũng được cười Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa Như vậy luận điểm là ý chính Là một nhận định Một phán đoán Được diễn đạt thành công Luận cứ là tình tiết Sự việc sinh động Cụ thể mà người viết Đã dựa vào đó Để xây dựng luận điểm còn luận chứng là thơ văn trích dẫn để minh họa cho luận cứ tuy phân biệt như vậy nhưng nó chỉ có giá trị tương đối người viết có thể dùng câu văn để diễn đạt luận điểm cho chính xác và đầy đủ còn luận cứ và luận chứng gọi chung là dẫn chứng minh họa chúng ta có các thí dụ sau đây thí dụ thứ nhất nếu không có chúa soi dẫn con người chẳng bao giờ tìm ra con đường dẫn tới hạnh phúc thật. Chúa Giêsu phán: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." Bước theo con đường Giêsu là chúng ta đang đi đúng lộ trình về với Chúa Cha, cũng là nguồn hạnh phúc thật mà chúng ta hằng mong ước. Câu chủ đề đó là Nếu không có Chúa soi dẫn, con người chẳng bao giờ tìm ra con đường dẫn tới hạnh phúc thật. Câu dẫn chứng là Chúa Giêsu phán, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Và câu tiểu kết, bước theo con đường Giêsu là chúng ta đang đi đúng lộ trình về với Chúa Cha cũng là nguồn hạnh phúc thật mà chúng ta hằng mong ước. Chúng ta có thí dụ thứ hai. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị người con yêu dấu của mẹ Maria. Với khẩu hiệu totus tuus, con hoàn toàn thuộc về mẹ. Đức Thánh Cha đã tin tưởng phó thác và thảo hiếu với mẹ Maria suốt cả cuộc đời. Ngài đã viết thông điệp Redemptoris Mater, Mẹ Đấng Cứu Thế. Đã đặt ra năm sự sáng chắc chắn, mẹ đã dìu dắt người con yêu dấu ấy trong suốt 26 năm mục tử. Và đã ở bên ngài trong giờ phút lâm chung. Câu chủ đề của đoạn văn trên là Đức Thánh Cha Doan Follow đề nghị người con yêu của mẹ Maria. Câu luận cứ là với khẩu hiệu Totus Tuus, Đức Thánh Cha đã tin tưởng phó thác và thảo hiếu với mẹ Maria suốt cả cuộc đời. Câu dẫn chứng là Ngài đã viết thông điệp Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu thế, đã đặt ra năm sự sáng. Câu tiểu kết là Chắc chắn mẹ đã dìu dắt người con yêu dấu ấy trong suốt 26 năm một tử và đã ở bên ngài trong giờ phút lâm chung. Thí dụ thứ ba, hạnh phúc cho những ai sau cuộc đời bôn ba vất vả trong bổn phận làm người và làm con chúa lại được ra đi trong bình an. Thật vậy, bình an chính là hồng ân của Đức Kitô phục sinh. Bình an là tình trạng của một tâm hồn đang có tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và tha nhân. Yếu tố quan trọng của bình an là sự công chính. Bởi thế, không có bình an cho kẻ tội lỗi. Câu chủ đề của đoạn văn trên là Hạnh phúc cho những ai sau cuộc đời bôn ba vất vả trong bổn phận làm người và làm con chúa lại được ra đi trong bình an. Câu dẫn chứng là thật vậy, bình an chính là hồng ân của Đức Kitô phục sinh. Bình an là tình trạng của một tâm hồn đang có tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa và với tha nhân. Yếu tố quan trọng của bình an là sự công chính. Và câu tiểu kết bởi thế, không có bình an cho kẻ tội lỗi. Chúng ta có thí dụ thứ tư qua đau khổ sẽ đến vinh quang Nếu đã có gai nhọn ắt phải có hoa sinh Nếu đã có nắng hạ Thì phải có xuân tươi Nếu đã có đau thương quằn quại trên thập giá Thì cũng có vinh quang rực rỡ Sáng phục sinh Thánh Phaolô quả quyết nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với người, chúng ta cũng sẽ được chung hưởng vinh quang với người. Chính Chúa Giêsu đã thổi gió vào cánh buồm cuộc đời chúng ta, cho thuyền đời cập bến bình an, cho hoa tình yêu lại trổ bông mùa cứu rỗi. Đoạn văn trên có câu chủ đề là Qua đau khổ sẽ đến vinh quang. Câu luận cứ là nếu đã có gai nhọn ắt phải có hoa sinh, nếu đã có nắng hạ thì phải có xuân tươi, nếu đã có đau thương quằn quại trên thập giá thì cũng có vinh quang rực rỡ sáng phục sinh. Câu dẫn chứng là Thánh Phaolô quả quyết nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với người, chúng ta cũng sẽ được chung hưởng vinh quang với người. Và câu tiểu kết, chính Chúa Giêsu đã thổi gió vào cánh buồm cuộc đời chúng ta, cho thuyền đời cập bến bình an, cho hoa tình yêu lại trổ bông mùa cứu rỗi và thí dụ thứ năm có kiên nhẫn cố gắng làm việc mới thành công các vĩ nhân trên thế giới thành nên sự nghiệp đều do kiên nhẫn và cố gắng nhà bác học trong phòng thí nghiệm nhà văn trong bàn viết người mẹ trong gia đình người y tá trong bệnh viện người thợ trong sửa máy tất cả đều phải gắng sức kiên nhẫn mới giúp ích được cho nhân quần xã hội cuộc đời là nơi chiến đấu ta phải kiên nhẫn và gắng sức tới cùng đoạn văn trên có câu chủ đề là có kiên nhẫn cố gắng làm việc mới thành công câu luận cứ là các vĩ nhân trên thế giới thành nên sự nghiệp đều do kiên nhẫn và cố gắng các câu dẫn chứng Nhà bác học trong phòng thí nghiệm, nhà văn trong bàn viết, người mẹ trong gia đình, người y tá trong bệnh viện, người thợ trong sửa máy. Tất cả đều phải gắng sức kiên nhẫn mới giúp ích được cho đời. Cuối cùng là câu tiểu kết. Cuộc đời là nơi chiến đấu, ta phải kiên nhẫn và gắng sức tới cùng. Các bạn thân mến, trước khi tạm biệt, Tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện vui, có tựa đề là sư phụ tiết kiệm. Có ông bà phú hộ kia rất giàu sang nhờ tiết kiệm. Ông bà có một người con gái duy nhất nhưng sợ nó tiêu hết tiền nên gửi vào trường học tiết kiệm. Ngày đầu tiên vào thọ giáo, cô gái mang theo cái bánh đa. Người miền Nam gọi là bánh tráng và một con gà mái ông thầy dạy tiết kiệm thấy cô gái đem theo gói đồ liền hỏi con mang theo lễ vật gì biếu cho thầy vậy cô gái đáp thưa thầy con biết thầy là người rất tiết kiệm nên con mang bánh đa biếu thầy khi thầy ăn bánh đa rồi uống nước vào nó nở ra làm cho thầy no rất lâu nhìn con gà béo mập ông thầy mừng lắm nghĩ thầm là cô sẽ biếu ông ông làm bộ hỏi con học tiết kiệm mà dâng cho thầy con gà béo mập thế này là sao cô gái trả lời dạ thưa không ạ con gà này con mang theo là để khi thầy ăn bánh đa mảnh vụn có rơi xuống đất thì nó sẽ mổ ăn khỏi phí của trời ông thầy trợn mắt thôi con về đi khỏi học nữa con là sư phụ của ta rồi các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu về các yếu tố trong đoạn văn tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về các lập luận trong đoạn văn mến chào tạm biệt các bạn